Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ ông mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm nó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu gom vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả những điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu nghiệm lời ngươn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người lập tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, bỏ mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ và đặc biệt quý quan khách tham dự nghi thức cũng như thánh lễ đón nhận anh Ngọc vào giáo hội Công giáo hôm nay thân mến. Qua những trang truyền thông gần đây và qua đài báo chí, chúng ta nghe thấy, nhìn thấy tin tức ở nơi này, nơi khác trên thế giới. Và đặc biệt sự kiện con sông Trường Giang làm chấn động cả thế giới, bởi vì nó có thể gây nguy hại không chỉ riêng cho người dân Trung Quốc ở vùng đó, mà có thể gây hại cho biết bao nhiêu người đang sinh sống nơi này, nơi khác. Bởi vì sự nguy hiểm của nó, cho nên toàn thế giới đều chú ý đến con sông ở nước Trung Quốc. Và còn biết bao nhiêu sự kiện cũng đang xảy ra tại Việt Nam chúng ta, cũng tại nơi này, nơi khác, như tại Sơn La, cũng đang có những vùng bị lũ lụt và gây thiệt hại không nhỏ cho những người dân nghèo tại vùng nơi đây. Và cứ như vậy, chúng ta thấy hàng ngày có biết bao nhiêu sự kiện đang xảy ra trước mắt chúng ta. Và cũng nhờ qua đài, qua báo Internet, báo điện tử, báo giấy và cả báo miệng, người ta có thể biết được nơi này, nơi khác đang xảy ra xung quanh chúng ta. Nhưng tin tức có thể là một phía để ta nhận định, và từ phía đó ta rút ra được bài học cho cuộc sống của mình.
Cũng có thể chúng ta nhận ra được chủ ý của người viết, của người đưa tin, muốn gì cho người nghe hôm nay. Hôm nay chính trang tin mừng cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta không chỉ hôm nay mới thắc mắc, có biết bao nhiêu sự dữ đang vẫn xảy ra và vẫn xảy ra. Cũng có biết bao nhiêu người đang cố gắng xây dựng một thế giới hôm nay tốt đẹp hơn, đang tích cực hơn, cũng đang xảy ra. Thì cách đây cả hơn 2000 năm, người ta hỏi Chúa Giêsu về việc tại sao sự dữ vẫn xảy ra, thì Ngài cho họ một dụ ngôn về việc nước trời giống như người gieo giống. Và người gieo giống thì gieo giống tốt, thế nhưng người gieo giống ngủ thì ma quỷ gieo sự xấu vào thế gian. Chính sự xấu đó đã xen lẫn làm cho sự tốt nhiều khi bị lấn át. Nhìn cuộc đời vậy cho nên nhiều người bi quan, mà bi quan đến độ họ nói rằng chẳng cần có tôn giáo. Và tôn giáo để làm gì? Bởi vì chết rồi là hết. Có một câu chuyện được kể rằng một linh mục kia mới về nhận sứ của mình, và Ngài muốn đến thăm tất cả các gia đình trong sứ đạo, và Ngài tìm mọi cách để đến từng nhà, gặp gỡ từng người để thấu hiểu hoàn cảnh của cộng đoàn nơi đó. Và một ngày kia, Ngài đến một gia đình, tình cờ thấy người chủ nhà mới đi làm về. Quả thực, mặc dù ít đi lễ, nhưng vẫn biết đó là cha xứ mới về xứ của mình. Thế nên mời cha xứ vào nhà uống nước. Và bắt đầu câu chuyện vui vẻ, thì anh chàng trầm ngâm và nói: "Thưa cha, có lẽ chẳng cần đến tôn giáo, mà chẳng cần đến nhà thờ. Bởi vì tôn giáo có bao nhiêu năm nay, thế mà con người chúng ta đầy rẫy những bất công, đầy rẫy những sự ác vẫn hoành hành, vẫn xảy ra nơi chính con người, nơi chính cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Vậy có cần tôn giáo, có cần Thiên Chúa nữa không?" Cha xứ nghe những điều đó thì Ngài im lặng. Rồi Ngài hỏi chàng thanh niên đó: "Anh làm nghề gì?" Anh ta trả lời: "Con là một nhân viên trong hệ thống sản xuất xà bông, tức là xà phòng." Thì đang khi anh ta trả lời như vậy thì hai đứa trẻ từ ngoài chạy vào. Một đứa là con của anh ta và một đứa là con của gia đình hàng xóm. Mặt mũi hai đứa đầy lấm, đầy những vết bẩn trên người, trên quần áo. Cha xứ nói ngay: "Có lẽ tôi thấy anh đang làm trong nghề xả bông. Tôi nghĩ xả bông chả để làm gì, bởi vì tôi thấy xả bông tắm rồi lại bẩn, bẩn rồi lại tắm. Và suốt ngày như vậy có lẽ chẳng cần đến xả bông." Anh chàng cãi ngay: "Cha nói thế là không phải. Xà bông rất hữu ích cho cuộc đời chúng ta. Tại vì đứa trẻ nghịch bẩn, nó không chịu tắm, nó không chịu rửa, thì làm sao nó có thể sạch được như vậy?" Và như vậy cha xứ nói: "Ban đầu anh nói với tôi tôn giáo để làm gì. Có lẽ anh và tôi chưa hiểu hết tôn giáo. Và cũng có lẽ nhiều người không hiểu tôn giáo và không đúng với tôn giáo của mình, cho nên vẫn xảy ra sự dữ, sự tội trong cuộc sống hôm nay." Vâng, kính thưa cộng đoàn, vậy mỗi người chúng ta có đặt cho mình một câu hỏi: tôi theo đạo để làm gì? Và rồi tôi sống ra sao? Và sự sống của tôi sau này sẽ thế nào hay không? Chắc hẳn nếu cộng đoàn hỏi lại chính linh mục đang giảng đây: "Cha biết hiểu hết đạo chưa? Cha sống hết đạo của cha chưa?" Chắc hẳn tôi phải thú thực trả lời rằng tôi vẫn còn đang tìm hiểu, đang học hỏi, đang nghiên cứu, và lấy đặc biệt lấy đức tin của mình để rồi từng ngày nhận ra mình
nhận ra Thiên Chúa, nhận ra vai trò của mình để sống đức tin của tôi. Điều đó cho mỗi người chúng ta thấy tôn giáo rất cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Nhưng có lẽ chúng ta lại hỏi, tất cả các tôn giáo đều dạy tất cả chúng ta sống tốt, sống nghe lành. Vậy thì chỉ cần một tôn giáo thôi, làm gì cần đến nhiều tôn giáo như vậy? Tôi không phải là nhà chuyên trách hay chuyên môn để trả lời tất cả ý tưởng của các tôn giáo, nhưng chỉ lấy đạo Công giáo để chia sẻ với cộng đoàn và quý khách nơi đây về đức tin Công giáo của những người theo Công giáo, cũng như tôi đây đã tìm hiểu và đang cố gắng sống đức tin mỗi ngày qua những gì tôi biết. Vâng, đạo nào cũng tốt. Thế nhưng tôi thấy ở trong Tin Mừng, nơi chính Đức Giêsu, người sáng lập đạo mà chúng tôi tin rằng Ngài từ trời xuống, mà Ngài dám công bố và chỉ cho người ta thấy rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chưa thấy một nhà lãnh đạo tôn giáo nào dám khẳng định cho bản thân của mình, tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy phải chăng đấng đó là ai mà dám khả năng, dám công bố mình như vậy? Với đức tin Công giáo của những người Công giáo tin rằng Ngài là Thiên Chúa, và quả thực cuộc sống của Ngài đã chứng minh được điều đó. Ngài đã yêu tất cả mọi người bằng những lời Ngài chia sẻ cho họ trong cuộc đời của chính bản thân Ngài, và sau cùng Ngài dùng chính cái chết để nói lên tình yêu đó. Vâng, kính thưa cộng đoàn, vậy tại sao những cố gắng của Ngài đến ngày hôm nay, cả hơn 2.000 năm mà thế giới vẫn còn nhiều người chưa tin, nhiều người Công giáo đã tin, nhưng nhiều người trong số những người Công giáo vẫn chưa sống trọn với niềm tin của mình bằng chính đời sống Công giáo của họ? Ắt hẳn như trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu công bố Ngài gieo điều tốt vào lòng con người chúng ta, nhưng chúng ta bị ma quỷ gieo điều dữ vào chúng ta. Chắc chắn thử hỏi rằng ai trong chúng ta ngồi đây dám nói mình là người hoàn thiện? Ai cũng muốn hoàn thiện, nhưng sự hoàn thiện đó phải cố gắng mỗi ngày. Nhưng cũng trong sự hoàn thiện đó thì lại luôn có những sự giữ dòm ngó, có những sự giữ luôn xen lấn vào cuộc đời chúng ta. Vậy tại sao trời cao hay Thiên Chúa vẫn để sự giữ hoành hành trong chính cuộc đời của chúng ta, trong chính những người khác như vậy? Có những lúc chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta sự giữ xảy ra, nhìn xung quanh chúng ta thấy biết bao nhiêu người sống chưa tốt, bằng chứng chính lối sống ngỗ ngược của họ, chúng ta nhiều khi vỗ ngực và nguyền rủa cho họ, nếu kẻ này người kia chết đi thì thế giới tốt biết bao. Nhưng tại sao trời cao Thiên Chúa lại không để cho họ phải chết, mà để cho họ vẫn sống như vậy? Quả thực Ngài muốn cho con người chúng ta biết hối cải, biết trở về bằng chính con người của mình. Và qua đời sống hối cải đó, Ngài nhận chúng ta nhận ra tình yêu mà chúng ta đón nhận qua những gì chúng ta được sống từng ngày. Nhưng tại sao vẫn có kẻ dửng dưng từng ngày không chịu tin và không chịu thay đổi con người của mình? Vâng, quả thực con người chúng ta có biết bao nhiêu cơ hội xảy ra xung quanh mình. Cả những người Công giáo ngồi đây quả thực đã bao nhiêu lần phải đấm ngực ăn năn. Bởi bao nhiêu lần trong cuộc đời của từng người Công giáo chúng ta đây chưa làm chứng cho Chúa, chưa sống tốt đạo của mình. Bởi vì chúng ta vẫn để cho ma quỷ xúi dục hướng dẫn chúng ta, vẫn để cho ma quỷ là người lãnh đạo chúng ta. Tức là khi chúng ta làm một điều gì xấu từ môi miệng, từ cách cư xử mỗi ngày, thì quả thực chúng ta đang để cho ma quỷ hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta, chứ không phải là một Thiên Chúa mà chúng ta tin. Vậy thì hỏi làm sao chúng ta có thể giới thiệu Thiên Chúa cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa được? Ai cũng biết đạo nào cũng tốt, nhưng sống tốt và cuộc sống hôm nay mà chính đấng đã giới thiệu, dẫn theo ta
hay ta là đường, là sự thật và là sự sống. Quả thực sống tốt chúng ta đều muốn hoàn thành trong cuộc đời chúng ta. Nhưng chỉ vì sự sống nhiều khi đã kéo chúng ta về sự dữ. Chỉ vì những lợi lộc bấp hèn của cuộc sống hôm nay, chúng ta giành giật nhau từng cái, làm cho nhau phải hạ giá, làm cho nhau phải nhục mạ. Như thế mới vui. Vậy thử hỏi rằng Thiên Chúa vui điều đó hay ma quỷ vui điều đó? Nếu Thiên Chúa vui thì quả thực phần thưởng dành cho chúng ta, và ma quỷ cũng vui thì phần thưởng cũng dành cho chúng ta nếu chúng ta thuộc về ma quỷ. Bởi vì nó đi theo sự xấu vào lòng chúng ta theo nó thì nó thưởng công cho chúng ta. Còn chúng ta theo sự tốt mà Chúa gieo vào lòng chúng ta thì Thiên Chúa cũng thưởng công cho chúng ta, do mỗi người chúng ta chọn lựa. Chúng ta có đủ trí khôn để phân biệt được đâu là điều tốt, đâu là điều chưa tốt. Vậy tại sao mình phân biệt được như vậy mà mình vẫn cố tình sống như thế? Chắc hẳn chúng ta phải lường trước, sự sống hôm nay còn nhưng mai chưa chắc. Vậy thì tôi phải làm gì cho sự sống của tôi hôm nay? Và tôi phải trả lời với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của tôi, những người ra đi trước tôi, nhìn tôi sống ra sao? Vậy chắc hẳn khi nhìn lại bản thân mình, chúng ta thú nhận với Chúa, với trời, về những gì thiếu sót cuộc đời chúng ta, để được từng ngày, có thể ngay từ bây giờ, chúng ta làm lại cuộc đời của mình bằng việc cố gắng sống tốt hơn từng ngày. Đó mới là điều lý tưởng mà lời Chúa hôm nay Ngài gieo rãi, gieo vắc lời tốt lành cho cuộc đời chúng ta. Đừng để cho sự xấu len lỏi vào cuộc đời chúng ta. Amen.